Dạ rồi, ok, hello anh em, lại em Kiên đây. Em Kiên rất vui khi mà trong buổi live ngày hôm nay em Kiên đã chính thức quay trở lại với anh em mình ha. Bữa giờ 2-3 ngày rồi chưa có lên sóng giao lưu với anh em ha. Anh em cũng hay alo cho em hỏi em là sao bữa giờ mày không có lên clip, anh trông chờ mày hoài à. Thì cũng thật sự là cũng rất xin lỗi anh em ha, bữa giờ em cần bận một số công việc cần giải quyết. Và trong thời gian 2-3 ngày đó thì cũng có một số anh em đặt hàng em á, thì em cũng phải cố gắng em mà trả đủ đơn cho anh em ha. Thì đến ngày hôm nay em mới lên sóng để mà giao lưu lại với anh em. Rồi, đầu like chúc cho anh em mình thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha anh em. Trong buổi like ngày hôm nay em kia sẽ lên sóng giới thiệu với anh em những dòng nón, hàng chuẩn cấp phát và những dòng kính ha, để mà mang lên giới thiệu với anh em. Tuy nhiên về cái mức giá thì nó cũng rất là hợp lý, vừa túi tiền, rất là rẻ, cho anh em mình có thể sử dụng được hàng ngày ha. Rồi, em Kiên sẽ lên demo trước ha. Anh em mình đừng quên là số điện thoại của em Kiên chỉ là một số điện thoại duy nhất là 0767608997, cũng đồng thời là số Zalo của em Kiên luôn ha. Khi anh em mình muốn mua hàng, anh em mình có thể nhấc máy lên alo với em qua số điện thoại này, hoặc là anh em mình có thể kết bạn Zalo để mà em được hỗ trợ tư vấn cho anh em ha. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Rồi, em Kiên sẽ lên sóng demo trước, hôm nay nó sẽ có những sản phẩm như thế nào để mà cho anh em mình tiện theo dõi nha. Dạ rồi, ở trong buổi live ngày hôm nay em Kiên sẽ lên sóng giới thiệu với anh em những dòng mẫu sản phẩm phải nói cực kỳ tuyệt vời nha anh em. Đặc biệt là những siêu phẩm ngày hôm nay nè. Đây là một con lá nho ha, đây là hàng chính trên Việt Nam. Nó là tuyệt vời siêu phẩm, đầy full combo như thế này là đến từ năm 1974 nha anh em. Đời cuối cùng. Đây. Rồi, một cái con nón này là dòng 12 múi cánh hoa phủ kẽm ha, 12 múi cánh hoa phủ kẽm. Rơi vào niêm hạn 6X và 7X. Rồi, dòng nón lưỡi trai, dòng FIP ha. Con này là tình trạng cũng mới cứng 100%, chưa sử dụng đây. Rồi, hai nhân vật chính ngày hôm nay đó là Ray-Ban và Kern ha. Đây nè, Ray-Ban và Kern nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, cùng nhau đón xem video nha anh em. Dạ rồi, đầu like, em Kiên muốn lên sóng giới thiệu với anh em hai dòng kính Kern và Ray-Ban nha anh em. Đối với những dòng này thì thứ nhất là cái giá tiền nó cũng rất là rẻ cho anh em mình có thể sử dụng được ha. Và form thiết kế của nó là form thiết kế của dòng Pilot xưa nha anh em. Nơi sản xuất là hàng của Hồng Kông nha anh em, hàng Hồng Kông thôi nhưng mà chất lượng là loại 1 ha. Bây giờ em Kiên sẽ lên sóng mã đầu tiên đi. Đây là một con kính Kern nha anh em. Đây là cái vỏ ở phía bên ngoài của dòng kính ha. Mức giá của những dòng này thì nó cũng rất là rẻ cho nên mình sử dụng được ha. Rồi, trên tay em Kiên đang cầm là một con kính Kern hàng của Hồng Kông ha. Về form thiết kế của con này mà so với con hàng xưa anh em thì nó không khác gì hết nha anh em, không khác gì hết, từng đường nét thiết kế đến những cái trồng như thế này ha. Em nhớ là cách đây khoảng thời gian 1 năm em Kiên có bán cho một anh trai của em trên công tâm ha. Thì ảnh có mua một cái con kính rơi vào niêm hạn là năm 68-69 á. Thì con đó thì độ mới nó không cao mà được cái là hàng chuẩn phát. Để mà thời điểm lúc trước em bán á, là nó rơi vào tầm 12 triệu mấy, 13 triệu anh em. Với mức giá này thì nó tương đối là nó khá là cao so với đa số anh em ha. Tại vì có phải là ai cũng cầm mười mấy triệu ra để mua một con kính để mà sử dụng ha. Quan trọng là thật người nào mà thật sự đam mê á thì mới chơi thôi. Nhưng mà cái mục đích sử dụng chủ yếu là để cho anh em mình che nắng là chủ yếu và đẹp ha. Đó thì hôm nay em Kim đã về được một dòng kính Kern. Form thiết kế thì nó cũng như thằng xưa thôi ha. Tất cả mọi thứ con này là được sử dụng chất liệu là chất liệu đồng mạ chrome nha nè, đồng mạ chrome ha. Form thiết kế không khác gì một con hàng xưa hết. Màu con này là màu trà ha, anh em mình đây nè, em Kim sẽ đeo cho anh em mình coi ha. Form thiết kế rất đẹp nha nè, đây đấy, anh em mình thấy không? Form thiết kế nó không khác gì một cái con hàng Kern xưa hết ha. Nhìn nó rất là đẹp. Chủ yếu là anh em mình đi nắng nó sẽ đỡ cái phần khi mà anh em mình cái ánh mắt mình nó hướng về cái hướng mặt trời này, nó sẽ rất là đỡ phải bị chói ha. Và anh em mình đi nắng nó cũng sẽ rất khỏe. Rồi, con này nó sẽ có mức giá rất là hợp lý cho anh em mình chơi và trải nghiệm thử ha. Rồi, những con này là mới cứng 100% ha. Con này nó sẽ có mức giá là 650.000 nha anh em, 650.000 ha. Form thiết kế không khác gì một con hàng Kern xưa hết nha nè, 650.000. Tất
cả mọi thứ về đường nét ở điêu khắc của nó là nó làm y chang hàng xưa luôn ha. Nó sẽ có cái Aviator AO ở ngay mặt này nè ha. Rồi, thứ hai là nó sẽ có cái dập cái chữ AO. AO là phần trăm vàng anh em. Thì nó sẽ làm theo cái kiểu hàng xưa thôi ha. Con này là mạ chrome đồng ha. Đó, nó sẽ có chữ AO nè. Rồi, phần thiết kế không khác gì một con kênh hết ha. Mức giá hợp lý. Đây nè, dòng này là dòng suông nè. USA nè ha. Hàng là hàng của Hồng Kông. Rồi, 650.000 nha anh em. Mã US1 đây. 650.000 ha, mã US1. Tình trạng mới cứng 100%, chưa qua sử dụng ha. Dòng kênh hay là hàng làm lại ha, nhưng mà được cái là hàng loại 1. Cho nên mình chơi, dù gì thì những cái con kính như thế này á, để chủ yếu là để bảo vệ cái phần mắt của anh em mình ha. Anh em mình chạy xe nó sẽ đỡ về phần ánh nắng nó chiếu vô phần mặt ha. Đây nè, giá 650.000 nha anh em. Mã US1. Mức giá 650.000. Em Kiên sẽ tiếp tục lên sóng mã số 2. Đây là một con Ray-Ban nha anh em. Con Ray-Ban này nó cũng là hàng làm lại, hàng custom thôi ha. Nhưng mà được cái về form thiết kế của nó thì nó cũng rất là đẹp ha. Form thiết kế là dòng pilot. Form thiết kế là dòng pilot và cái gọng là gọng ngoéo nha anh em. Dòng gọng là gọng ngoéo ha. Đây nè. Màu con này là màu nâu ha. Màu con này là màu nâu. Đây nè, là màu nâu ha. Đây. Rồi. Khi mà những cái dòng mà gọng ngoéo như thế này nè, anh em mình cố gắng mình ngoéo hẳn xuống ở phía phần tai luôn ha. Để khi mà hồi xưa nó thiết kế theo cái thằng form hồi xưa ha, là khi nó sẽ có những cái bài bay mà bay dòng G-Force á, nó bay mà nó bay uốn lượn như nè, thì nó sẽ cái những cái mắt kính này khi mà nó lượn nó sẽ không có bị rớt ha. Đây nè. Đấy. Form Ray-Ban nha anh em. Con này nó cũng sẽ có mức giá là 650.000 luôn ha. Form rất đẹp nha anh em. Đấy, anh em mình coi nè. Anh em thấy em Kiên đeo mắt kính mát được không? Nhìn đẹp trai không? Rồi, mã US2 nha anh em. Nó sẽ có mức giá là 650.000 luôn ha. Đây là form thiết kế rất đẹp nha anh em. Không khác gì một con Ray-Ban hồi xưa hết ha. Mà được cái những cái con này là hàng mới cứng hết. Hàng này là hàng anh em mình có thể sử dụng được. Và điều quan trọng là mức giá nó cũng vừa túi tiền ha. Anh em mình hả, đội chạy xe, sử dụng chạy xe là ok ha. Mức giá 650.000 cho một con Ray-Ban hàng của Hồng Kông nha nè. Form rất đẹp ha. Tình trạng mới cứng 100%. Mã US2 nha em. Mức giá 650.000. Đấy. Đây nè, nó sẽ có cái tai ngoéo ở phía này nè ha. Đấy. Rồi, phải nói những cái con này phải nói đẹp cực kỳ luôn. Form rất đẹp nha nè. Form con này phải nói rất đẹp. Về nếu mà để nói về cái quan điểm cá nhân ha, em lại thích cái, tại vì chắc là do là cái mặt em to, đâm ra là em sẽ thích về những cái mặt kính nó to hơn. Còn anh em nào mà cái form mặt mà gọn gàng á thì chơi những cái con kính cơn này em phải nói là đẹp tuyệt vời. Đó, đồng giá 650.000 ha. Rất là đẹp nha anh em. Form thiết kế phải nói đẹp tuyệt đối luôn. US1 và US2 giá đồng là 650.000 ha. Anh em nào mà quan tâm về cái form thiết kế nào thì có thể nhấc máy lên alo với em ha. Rồi, em Kiên sẽ lên sóng mẫu sản phẩm thứ 3. Đây. Rồi, tiếp tục siêu phẩm thứ 3 nha anh em. Đây, siêu phẩm đáng mong chờ cho phiên live ngày hôm nay nha anh em. Đây là một con nón lá nho và full combo này là đến từ năm 1974 nha anh em. Đây, Kiên sẽ khui ra cho anh em mình chiêm ngưỡng ha. Tình trạng con này thì đã qua sử dụng nha anh em. Đã qua sử dụng, đây là một con lá nho đã qua sử dụng ha. Nhưng mà tình trạng của nó thì nó là đẹp tuyệt đối. Đúng chất hàng này là hàng chiến tranh Việt Nam nha anh em. Dòng lá nho. Để mà ngày hôm nay anh em mình kiếm được một cái con lá, chị em chỉ nói về cái vỏ thôi nha, cái vỏ lá nho thôi ha. Không ra nha anh em, kiếm không ra, và nếu có thì giá nó lại rất là cao chỉ riêng về cái phần vỏ thôi á. Đây. Siêu phẩm nha anh em.
Cái lá nho này là nó sẽ rơi vào năm 1974 ha. Nón sắt nó cũng sẽ rơi vào năm 1974 và cái lồng này nó cũng sẽ rơi vào năm 1974 ha. Full combo. Nói chung là nguyên một cái con này là rơi vào năm 1974 hết. Mắt mèo nè ha, mắt mèo vẫn còn nguyên ha. Đây nè, ở phía mắt mèo nó ở phía phần bên trong dây nè, nó sẽ có ghi cái chữ là band helmet nè ha. Là tức là cái dây mắt mèo á, để mà khi mà đi vào ban đêm á nè thì nó sẽ dạ quang ở phía phần này ha. Rồi. Đây. Năm 1974 nha anh em. Em Kim sẽ đi vào chi tiết về cái con nón này cho anh em mình coi ha. Thứ nhất là về cái phần lá nho đi. Đây, em Kim sẽ lấy cái phần này ra trước ha. Cái phần nón này ra trước đi. Rồi. Đây. Lá nho này là hàng xưa nha anh em. Đây nè, nó sẽ có cái chữ nè, đây. Con này là nó sẽ rơi vào năm 1974 nha nè. Đây nè, 1974 ha. Đây, năm 1974 nha nè. Đây, 74 nè ha. Rồi, thứ hai, con nón sắt này tình trạng của nó còn rất là mới nha nè. Hầu như là chưa qua sử dụng luôn á. Đây, còn rất là đẹp nha nè. Và ở phía bên trong nón sắt này là nó vẫn còn cái mộc năm 74 ha. Đây, tình trạng của con nón này phải nói là mới hầu như là mới tinh luôn á. Rồi, nội full cái combo này không thôi cũng đủ tiền rồi ha. Rồi tiếp tục. Đối với cái lồng trong con này là sử dụng chất liệu bố ha. Con này là nó sẽ rơi vào năm 74. Về màu thì nó sẽ giống như đời năm 72 thôi ha. 72 thì nó sẽ là lồng tán, còn năm 74 thì nó sẽ là lồng tháo nha nè. Nó sẽ là lồng gài như thế này nè ha. Đây nè, anh em mình có thể tháo cái phần lồng này rồi ha. Ở phía này nè, nó sẽ có một cái độ cài ha. Anh em mình cài vào đấy. Thì riêng về dòng đời năm 73 và 74 thì nó sẽ có những cái lồng gài như thế này nha anh em. Dây ốc là dây ốc zin ha, dây ốc là dây ốc zin đời năm 74 luôn. Có cái dây da bòi nè, nó chỉ là cái dây bị thay lại thôi ha, còn lại là nguyên zin. Dây bi của này là sẽ là dây bi dù. Hàng này là hàng của Thái nha anh em. Thứ nhất là những cái dòng da và hàng như thế này nè. Thứ nhất là nó chỉ là hàng mới thôi, nhưng mà được cái là chưa qua sử dụng, mới tinh. Giá tiền nó cũng rất là vừa phải để mà anh em mình sử dụng được ha. Anh em mình sử dụng, thứ nhất là nó sẽ không có bám mồ hôi. Và cái đặc biệt là ở trên cái phần vành da nè, nó là hàng mới thôi ha. Nhưng mà được cái là cái phần này là thường xuyên tiếp xúc với lại cái mồ hôi của anh em mình ha. Thì nếu mà để cho anh em mình sử dụng một cái con da zin á, thì thứ nhất là cái giá thành của cái bộ này nó sẽ bị độn lên nữa, và nó sẽ rất là cao. Mặc dù nó cũng đều là chất lượng da thật hết ha, đều là da thật hết. Thí dụ anh em mình xài một thời gian lâu đi, mà cỡ tầm 2-3 năm đi ha, cái này nó bị oxy hóa, nó bị mòn, thì anh em mình thay lại cái mới. Thứ nhất là cái giá thành nó cũng rẻ, và nó không có đáng là bao nhiêu tiền hết ha. Rồi, con nón này là con nón bố đời năm 73-74 ha. Đó, đi theo với một bộ combo như thế này nè ha. Rồi, con này đúng chất là hàng xưa nha nè. Hàng xưa ha. Đây nè. Đấy. Đù. Đấy. Anh em mình thấy không? Cái đó là cực kỳ tuyệt vời nha anh em. Rồi. Giá cho một cái full bộ combo như thế này ha. Mức giá tốt nhất thời điểm hiện tại nha anh em. Em cam kết với anh em là mức giá tốt nhất thời điểm hiện tại ha. Mức giá cho full một bộ combo như thế này là 4.500.000 nha anh em. 4.500.000 với mức giá như thế này nó đã tốt nhất thời điểm hiện tại rồi ha. Tuy nhiên nó sẽ không rẻ ha. Nhưng mà để cho anh em nào nên cân nhắc về cái tài chính ha. Để mà chủ yếu là những cái con nón như thế này là cho anh em mình về anh em mình chưng sưu tập là chủ yếu thôi ha. Mức giá 4.500.000 cho một full một bộ combo năm 1974 như thế này ha. 4.500.000 mã US3 nha anh em. 4.500.000. Đấy.
cái lá nho này thì đây nè, tình trạng cái lá nho này không phải tình trạng của nó là mới cứng đâu, nó đã qua sử dụng rồi ha, nhưng mà nó hơi bị xước xước nhẹ ở phía này nè, nó hơi bị rách nhẹ này ha. Rồi ở phía này thì nó hơi bị dính bẩn bẩn này ha. Rồi anh em mình về, anh em mình ngâm nước nóng và xà bông rửa chén thôi, ngâm nhẹ thôi ha là nó sẽ ra hết ha. Rồi 4.500.000, anh em nào quan tâm thì có thể chốt cho em Kiên cái mã là US3 nha anh em, US3 ha. Rồi em Kiên sẽ lên sóng cho anh em mã US4 nha anh em. Trên tay em Kiên đang cầm là một con nóng FIP, tình trạng của con này là mới cứng 100%, chưa qua sử dụng nha anh em, phải nói là đẹp không tì vết luôn. Đây nè, anh em mình coi một con nóng FIP nè ha, tình trạng coi như là mới tinh, chưa qua sử dụng nha anh em, mới tinh. Con này là hàng đến từ Mỹ nha anh em, sản xuất tại Mỹ ha. Đây nè, em Kiên sẽ cho anh em mình coi về cái hãng ha. Đây là cái hãng MSA. Đối với cái hãng MSA này là nó chuyên gia làm những cái dòng nón FIP, từ nón vành đến nón lưỡi trai của dòng FIP này nè ha. Rồi đây là cái nơi sản xuất nè ha, nó sẽ có ghi một cái chữ nhỏ ở đây là Product US nè, là nơi sản xuất là tại Mỹ ha. Vành này là vành da nha anh em, vành này là vành da. Tình trạng của con này là mới cứng 100%, chưa qua sử dụng nha anh em. Nó chỉ có thay một cái là khi mà em mua về là nó sẽ không có dây nha anh em. Nếu mà để mà cho anh em mình xài được là em phải độ thêm một cái sợi dây bi như thế này nữa ha. Đó, dây bi này là hàng của Thái thôi, nhưng mà được cái là chất liệu của nó là chất liệu dù và không thấm hút mồ hôi ha. Đây là nó sẽ có một cái mỏ neo ở phía này nữa ha. Anh em mình có thể đội và thay thế được cái nón bảo hiểm ha. Con này là cho anh em hầu hết là tất cả những vòng đầu từ 52 đến 60 vẫn đội được cho em ha. Đây là nó, thứ nhất là nó sẽ có một cái đồ tăng đưa của MSA như thế này nè ha. Và thứ hai là cho anh em nào mà có cái form đầu quá nhỏ đi, là ngoài ra nó sẽ có thêm một cái đồ đẩy ở một cái bản lề đẩy ở phía này nữa ha. Đó, anh em nào mà có form đầu nhỏ ơi là nhỏ luôn, cả tầm 52 đi, anh em mình đẩy ở phía này vô nè ha, nó sẽ có một cái đồ đẩy nè, anh em mình đẩy hai bên vào ha, là cái đầu nó sẽ ôm sát vào một chút xíu nữa ha. Rồi tình trạng là mới cứng 100%, chưa qua sử dụng ha, một cái con nón FIP đến từ MSA, nơi sản xuất là tại Mỹ nha anh em, tình trạng mới cứng 100%. Rồi con này nó sẽ có mức giá là 2.300.000 mã US4 nha anh em, US4 giá 2.300.000. Con này đẹp lắm, anh em mình độ nó rất là nhẹ ha, thay thế được những cái nón bảo hiểm mà anh em mình sử dụng hàng ngày ha, và độ nhìn nó rất là hay nha anh em. Đây nè, đấy, rất là ok nha anh em. Đây, tình trạng mới cứng 100%, chưa qua sử dụng ha, chất liệu là chất liệu FIP, cái này là bao đập luôn, FIP là không bao giờ bể ha. Rồi 2.300.000 mã US4 nha anh em, mã US4 ha. Ngay cả cái miếng dây nhựa này của nó vẫn còn nguyên zin này nha. Ngay cả cái miếng dây nhựa của nó vẫn còn nguyên zin ha. Rồi US4 tiếp tục mã US5. Đây là một cái con nón, dòng nón 12 múi phủ kẽm nha nè. Phủ kẽm, nói riêng về dòng nón 12 múi này á, anh em mình phải phân biệt được là dòng 6 và 12 ha. Riêng dòng 12 múi này nó sẽ có phủ kẽm. Một khi phủ kẽm là phủ kẽm toàn bộ nón nha nè, chứ không có phủ kẽm ở phía ngoài, ở bên trong là không bao giờ có cái chuyện đó ha. Một khi nó đã phủ kẽm là nó phủ kẽm phải nguyên nón. Và dòng 12 múi này nó sẽ phủ dòng cánh hoa ha. Đây nè, anh em mình coi form 12 múi là form cánh hoa nha. Cánh hoa anh em ha. Rồi. Con này là nó sẽ rơi vào niêm hạn là 6X, 7X ha. Nó như là một cái con đời năm 1959 mà trong cái phiên live trước em Kiên có lên Zalo với anh em vậy á. Rồi, đây là nơi cái hãng sản xuất của nó ha, Superline nè. Cái chết bà, nó bị chói quá. Không biết anh em mình thấy rõ không ta, sợ nó hơi chói nha. Đây nè, Superline nè ha, Superline nè ha. Rồi đây là cái tag này là nó sẽ rơi vào niêm hạn là 6X và 7X ha. Lòng là dòng lòng da zin nha anh em, lòng là lòng da zin ha.
ở phía phần trên lồng này nè, nó sẽ có những cái nút để cho anh em mình tăng đưa ha. Hầu hết là tất cả những anh em nào mà có foam đầu, tất cả những foam đầu ha, từ 6 3/4 đến số 7 nè, ở phía bên trong này nè, nó sẽ có 6 3/4, số 7 rồi 7 1/4, 7 1/2, 7 3/4, rồi số 8 ha. Con này thì tình trạng của nó là nó sẽ không có dây nha anh em. Tình trạng của con này là nó sẽ không có dây ha. Khi mà anh em chốt, em Kim sẽ tặng cho anh em một cặp dây bi ha, để mà anh em mình sử dụng, mình đội ha, để mình đội mình chạy xe. Riêng đời 12 muối này nó sẽ có phụ kẽm nha anh em. Đối với những dòng phụ kẽm, em Kim cũng đã như là chia sẻ với anh em trên những cái like trước rồi ha. Anh em mình đừng nên lấy bất kỳ chất tẩy nào mình đánh lên để mà cho nó sáng ha. Nó vì nó là nhôm, cơ bản chất liệu của nó 12 muối này nó là nhôm nha anh em. Và riêng đời 12 muối cánh hoa này nó chỉ được phủ kẽm thôi ha. Anh em mình đừng có tác động bất kỳ cái chất tẩy nào lên trên này hết đó. Và nó một thời gian sau nó sẽ bị oxy hóa và nó sẽ làm xấu cái con nón của anh em mình ha. Anh em mình nên lưu ý về cái vấn đề này. Rồi, tổng thể cái con nón này thì em cứ đánh giá là cỡ còn 92% thôi ha. Nó sẽ có một vài chỗ cứng móp nhẹ ở phía này ha, và nó hơi bị trầy sơ, và những cái năm tháng như thế này thì mình không thể nào mình tránh khỏi hết ha. Mà được cái tình trạng của con này là nguyên thủy hết ha, phủ kẽm. Con này là dòng 12 muối cánh hoa này là phủ kẽm ha. Rồi, con này nó sẽ có mức giá là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000. Dòng phụ kẽm ha, 12 muối cánh hoa, 2.500.000. Đó, em sẽ tặng cho anh em một cặp dây bi như thế này ha, cho anh em mình sử dụng ha. Mã US5, 2.500.000. Nâu rất đẹp nha anh em. Một khi nó đã phủ kẽm là nó phải phủ kẽm toàn bộ nha nè. Anh em mình nói lưu ý về cái vấn đề này ha. Rồi, 2.500.000. Anh em nào quan tâm, nhấc cái máy lên, alo với em ha. Rồi, em Kiên cảm ơn anh em.